video clip này em gửi chị Anh Nguyễn ở công ty Man Bên Tâm chị nha. 7 cái cân JVKRN 6kg độ chính xác 0.1g bên em đã chuẩn bị xong cho chị rồi đây. Và đã có sự kiểm tra, sự chuẩn chỉnh cụ thể, đúng ký rồi bên em mới yên tâm giao đến chị. Video clip này phần lớn em nói về hướng dẫn sử dụng để chị chia sẻ video clip này cho những anh em mà đang sử dụng cân á. Thì nếu mà có một thói quen sử dụng tốt rồi thì thôi, còn nếu mà không thì mình có thể tham khảo video clip này để có cái cách sử dụng nó đúng cách hơn, nó lâu cái cân mình nó sẽ được chuẩn chỉnh lâu dài hơn. Cái cuốn tài liệu này có đi kèm cân chị nha, nó bằng tiếng Anh thì mình có thể tham khảo video clip này. Đầu tiên nói về việc cân này sử dụng pin sạc. Pin thì nó nằm ở bên dưới cái khay. Đây, vị trí này vị trí chứa pin sạc. Sau này một thời gian lâu dài sau chị muốn thay pin thì chỉ cần tháo ốc này ra sẽ thấy viên pin này, mình có thể tự thay được chứ không cần đến gửi cân về công ty cân điện tử chị ha. Rồi, thì cân này sử dụng pin sạc thì khi nào nó báo là thiếu pin thì ở đây nó có một biểu tượng pin nè. Khi nào trong cái đốm này nè, trong cái vòng này nó sáng lên, sáng vàng, sáng xanh lên thì mình biết là cái cân này sắp hết pin rồi. Lúc đó mình sẽ lấy cái adapter á, mình cắm vào điện nguồn, rồi cái chui á thì mình sẽ cắm bên dưới cái cân ở vị trí này. Cái cân này cộng với cái chui sạc, cái adapter á, mình nên để trong môi trường khô thoáng, nó không có bị ten rỉ cái đầu sạc á, thì mình sạc nó sẽ tốt hơn, nó vô điện được tốt hơn, để giúp cái cân ổn định hơn chị nha. Còn khi nào mà sạc á thì ở đây nó báo đèn xanh như vậy nè, hoặc là đầy pin rồi đó. Khi nào nó báo đèn đỏ thì nó đang vô điện, thời gian sạc tổng thể khoảng chừng 4 tiếng rồi chị. Trong hoàn cảnh mà mình đang sử dụng cân mà tự nhiên cân nó đang hết pin, mình đang sản xuất á, thì mình cũng có thể cắm điện nguồn mình xài luôn, nhưng mà hạn chế việc này, tại vì nếu mà làm như vậy thường xuyên á thì cái cân nó sẽ mau chai pin hơn. Lúc chai pin thì mình có thể là cắm điện trực tiếp để xài luôn, đến một lúc nào đó mà cắm điện mà không xài được nữa thì mình hãy nghĩ đến cái việc thay pin. Rồi, bây giờ em nói tiếp về hướng dẫn sử dụng chị ha. Đầu tiên thì mình trước khi mình đặt ở trong môi trường nào đó, mình cân chỉnh bốn cái chân đế. Ở đây nó có những cái chân đế cân này chị. Mình có thể cân chỉnh cho nó cái cân nó thật sự thăng bằng. Rồi hãy khởi động cân lên. Khởi động bằng cách là bật cái công tắc cơ hướng này. Rồi chờ cân nó khởi động thôi. Trong quá trình khởi động á, mình đừng có tác động gì tới cân hết á. Rồi, khi mà cân nó hiển thị 0.0, nó đang hiển thị đơn vị gam là 0.0. Mà nếu mà mình cân trên 1kg, mình muốn dấu chấm nó thể hiện ra thì mình bấm như thế này ha, thì mình chuyển qua đơn vị ký, thì lúc này phía trước dấu chấm là số ký, phía sau này là tính theo lạng, tính theo gam ha. Còn nếu như mình cân ở cái mức nhỏ nhỏ thì mình chuyển qua đơn vị gam vậy nè, mình đọc số nó dễ hơn chị ha. Rồi, tiếp theo về cân trừ bì đi. Em nói ví dụ chị cân hàng hóa lông vũ hay là bông gòn để trong may mặc á, thì cái hàng hóa nó nhẹ nhưng mà nó chiếm cái không gian, thì mình có thể là mua thêm một cái mâm này, cái đĩa cân inox này. Chị có thể mua bên em hoặc là mua bên khác ha, tại vì cái này chỉ là phụ kiện gia đình thôi, vật ở chỗ vật dụng gia đình họ có bán. Chị có thể là mua cái đĩa cân nó rộng hơn để chứa được nhiều hàng hóa hơn, nhưng mà cần thiết là cái cân này, cái đĩa cân này phải cong lên á để mình chứa hàng hóa nó dễ hơn ha. Rồi sau đó khi mình đặt cái đĩa cân inox phụ này lên á thì mình sẽ bấm ta ra để cân nó trở về zero. Rồi lúc đó mình bỏ hàng hóa lên, mình tiếp tục mình cân thì nó sẽ bình thường thôi. Ví dụ như bây giờ em sẽ để một cái vật gì đó lên, ví dụ đây là hàng hóa bên em, anh đặt lên thì nó hiển thị như thế này, 56.5g chính là hàng hóa của trọng lượng của hàng hóa này thôi, chứ không phải là trọng lượng của đĩa cân inox nữa. Rồi nếu như mà mình không cần dùng tới đĩa cân inox, mình lấy xuống thì nó không đúng với trọng lượng của hàng hóa luôn. Ở trước này nó có dấu trừ, ở đây trọng lượng của cái đĩa cân inox, mình muốn nó trở về zero lại bình thường thì mình bấm phím ta ra. Hồi nãy bấm phím nào thì giờ bấm phím đó, nghĩa là trong cái cân này nó cố tình nó để hai phím màu vàng này, là hai phím bấm về zero chị ha. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi cái trong sử dụng cái cân Jadaver á, nói chung và JVKRN nó riêng thì nó có một cái tên hữu ích, đó là chị muốn cân kiểm tra cái phụ liệu mà chị để đóng gói hoặc là để gia công hoặc để làm cái gì đó mà chị muốn khống chế cái giá trị trên giá trị dưới. Ví dụ như là hàng hóa của chị muốn giới hạn trên giới hạn dưới, ví dụ từ mà 495g đến 505g thôi, chứ không thiếu hơn cũng không thừa hơn, ví dụ tương tự như vậy ha. Thì giờ em cũng hướng dẫn chị thao tác là rõ ràng hơn này. Muốn cả cái giá trị dưới á, chị bấm low giữ 2 giây thì sau đó mình điều chỉnh cái giá trị bằng cách qua lại ở đây trên dưới ở đây. Ví dụ ở đây em sẽ cài giá trị của nó là khoảng chừng 400g.
Rồi, em cài một cái giá trị như là 400g thì sau đó em bấm vào cộng nó lưu lại. Còn nếu mà cài giá trị trên thì em bấm nút 2 này, bấm giữ 2 giây. Rồi sau đó bấm đến khoảng chừng 900g đi ha. Rồi em lưu lại. Rồi bây giờ em cân thử nè. Em đặt một cái vật gì đó mà nó dưới 400g thì nó báo làm sao? Ở đây một cái vật gì đó dưới 400g thì lập tức cái đèn báo low này nè, báo thiếu á, nó sẽ hiện ra. Chị thấy ha, thì có nghĩa là mình sẽ bỏ thêm hàng hóa nào đến khi nào đủ. Thì ví dụ như em bỏ một cái vật này lên, nó vẫn báo thiếu, nó vẫn báo đủ rồi nè. Đây, khi mà đủ thì nó sẽ báo xanh như thế này. Còn nếu mà bỏ nhiều hơn hàng hóa cái mức cho phép, mình lại cái giá trị đó, giá trị 2 thì lập tức là nó sẽ la lên như thế. Thì cái tính năng này nó cũng rất hữu ích trong việc mình kiểm tra cái trọng lượng của phụ liệu á, để mình đóng gói, để mình gia công hàng hóa nào đó, thì nó sẽ hiệu quả hơn, nó tiết kiệm chi phí cho mình hơn. Lúc đó công nhân chỉ việc là quan sát cái tín hiệu nó phản hồi, chứ không cần phải nhìn con số nữa thì nó nhanh hơn. Ví dụ như mà mình thay đổi giá trị đó thì mình bấm lại thôi. Hồi nãy em cài là 400g, bây giờ chị muốn là 410g thì cứ thế này, rồi bấm M cộng để luôn. Hoặc là thay đổi giá trị trên thì cứ bấm lại chỉnh lại thôi. Vậy ha, em nói ví dụ vậy. Bây giờ nếu như mà mình muốn trở lại trạng thái bình thường á, để quên cái chức năng Hello OK này đi ha, thì đơn giản lắm, chỉ cái việc tắt cân khởi động lại là cái việc mà Hello OK đó nó sẽ quên đi và mình cân lại trọng lượng bình thường thôi. Còn nhiều chức năng khác trong giải phím này, thì nếu mà chị cần một cái mục đích cụ thể nào đó thì chị cứ phản hồi cho bên em, rồi bên em sẽ quay video hướng dẫn chị ở những video lúc sau chị nha. Còn trong sử dụng cơ bản thì chỉ có tắt mở công tắc cơ, bấm về zero hai phím này, bấm chuyển đổi đơn vị đơn phím này, còn bấm Hello OK thì có video của em mới vừa nói chị á, bấm 2, bấm low, bấm 2, chỉ đơn giản là vậy thôi chị nha. Rồi, trong quá trình sử dụng cái số điện thoại hotline này nè, luôn lắng nghe một cuộc gọi của chị và anh chị em đang sử dụng cân, cho nên nếu bắt gặp một cái hoàn cảnh hoặc một trường hợp đó là lạ thì hãy gọi nhanh đến số hotline này chị nha. Rồi, em cảm ơn chị Anh Nguyễn nhiều, chúc chị sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái video này nó hữu ích thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip về hướng dẫn sử dụng hoặc là hướng dẫn sửa cân điện tử anh chị nhé. Một lần nữa, kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã tham khảo video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.